Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay màn chỗ tài màn cá tra của anh Niên đẹp trai ha. Cậu tài nghệ hạnh anh Niên năm nay. Anh thanh niên năm nay đang có cái khai máy vậy. Giờ gã anh đứng qua Trung Quốc đi. Cái bạn này nhìn nó sợ luôn á. Đâu đâu gọi thẳng giống dĩa rồi kìa. Có thứ ngon hơn mà không dòm. Có vậy. Tao cũng đang suy nghĩ là có gì ngon hơn nè. Có gì ngon hơn? Có ăn ngon hơn cái thì được. Khóm cái gì? Khóm trong có mà. Có khóm. Có gì ngon hơn đâu? Có là xoài, có đu đủ luôn. Mẹ tôi kêu khóm lại nhà tôi nấu mà đi đâu thôi thôi vậy? Nó đi thăm bạn già. Đúng rồi. Đi thăm bạn ở dưới Kim Đồng. Cái này muốn gáy xương nó ra luôn rồi ăn chín cổ mày chết. Nó biết lấy đâu đấy. Bà đang lấy thôi, tao sợ lấy. Để nguyên miếng lấy được. Không có giờ bự đi. Khổ. Giờ bây giờ lóc thịt mà dao bự cần dao bự. Dao bự sắc là được, nậu dao xíu. Nói mẹ chưa chịu gả ra đây, nó cầm nó là gả đi được rồi. Gả đi phải gả đi sớm rồi đó kìa, giờ hai ba đứa con lóc nhóc chạy ba ơi rồi. Mà còn việc nhà biết. Chỉ có đẻ là không biết thôi. Tao mà đẻ được nữa tao nghĩ cái vợ đó. Tao mà đẻ được nữa tao nghĩ cái vợ đó. Tao lợn gì nữa. Vô kiếm tao nhé. Ở dưới là càng rồi nhá. Thằng mày nhỏ hả? Thằng mày đừng cá. Mày đặt tỏi với ớt mày bầm vô luôn đi. Nô 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 đi. Lên vô đặt tỏi đặt tỏi em. Thôi em làm được rồi, thì em vô đi nữa em anh có phát rồi nữa. Đậu chơi đi em ơi. Chờ mẹ cái nồi chi vậy? Để rồi. Sao để hết? Hả? Sao để hết? Trời trời, ốp cá mà. Tỏi hết đồ, lọc tỏi đi. Tự nhiên nhà của mình đi. Nhớ ra mẹ. Đây mày làm camera đi. Đấy cho. Để quay bằng tướng vlog rồi. Ừ. Cái tỏi này nào của mình nhỏ. Tỏi đâu đây là trong một trong những lý do mà tao không biết được. Một thằng làm cái chục thằng nhìn hả? Đấy, đủ á, tao ăn cá không có được, ăn tao nấu được. Thank you.
Lại thắm chưa mày? Hôm nay bà con vlog có gì à? Tính vlog sẽ làm một món gì? Cá tẩm bu. Tẩm bu à? Chết ta, cứu nhau. Làm đồ ăn chua chua. Nữa mày có cái gì ơi, về đây ông nuôi anh đi, anh đi làm tính tiền cho anh nuôi em. Được không? Yeah. Nữa mà không có vợ, về đây bên anh. Có anh chờ. Thôi. Đi. Anh sẽ bưng chải, còn em ở nhà lo chuyện nước nước giặt đồ. Thôi đừng ngại nha. Mình ở với nhau cả năm rồi, mình hiểu nhau quá mà. Anh sẽ cố gắng làm đồ ăn. Hello, hello. Chạy mưa tới đường cùng luôn, có hai cái đầu, thấy hai cái đầu hai bên các bạn phải nha, chưa? Hai bên mày á. Tắt đi. Sao bạn tính? Sao vậy? Ngọt quá. Ngọt quá. Quá rồi bạn ơi. Các bạn lên hình của các bạn liễu quá các bạn ơi. Chết tụi em rồi.